Lý do là nhà đầu tư vi phạm luật đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Dự án quản lý bảo vệ rừng và đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương theo quyết định vào tháng 1 năm 2016. Theo phản ánh, thanh tra tỉnh Đắk Nông đã chỉ ra nhiều sai phạm của hợp tác xã hợp tiến như từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 2 năm 2016 để mất hơn 733 hecta rừng. Sau khi nhận thực hiện dự án quản lý bảo vệ rừng và đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp, từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017, Hợp tác xã Hợp Tiến tiếp tục để mất hơn 53 hecta rừng.